Hello, welcome back to another chơi game Santa. Ready? Hello. Từ từ. Now it's time for great job. I can't believe great job. That's right. A shiny quarter. Problem one. Good one. Good one. Xong phim. Bây giờ sẽ là lúc để chạy trốn này. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the special problem. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize, a shiny quarter. Problem one. Great job. Great job. Không đúng. Lại bị truy đuổi rồi. Rất là đen, nhưng cứ gặp cái ông mặc cái ông to to ấy. Chui đây, chui đây. Năng lượng được tối đa rồi. Cái băng băng này làm gì? No running in the hall. Then do. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Quá nhỏ luôn. I am coming, ready. No running in the hall. I come. Lại bị nhỏ tiếp. 30 seconds. Detention for you. When will you? Rồi đen, rồi ta đi chơi Hero Bike Group. Đi unlock được màn tiếp theo, mình phải mở khóa cái màn này đã. Chìa khóa đây này. Ủa sao nó tính cho mình nhỉ? Một chìa khóa này. Thiếu 2 chìa khóa nữa mà. Quái vật phát trên này.
tôi đã thích chơi Skinny Jam. Chỉ đây đây sẽ là một cái màn khá là dài, mình đoán chắc tầm 3 phút. Tối thế, màn này tối thế, đi ăn bingo. Tối thế. Ôi, tới có cái em bé vừa đang chơi game này. Bà ở đâu rồi? Đây có một cái mặt nạ sói này. Chuẩn nhìn thấy con dao nhá, lắm con bướm bay thế, là con ma. Hộp quà này, đây con dao đây. Chuẩn. Xong hoạt động rồi. Kiểu hóa sói. Rồi chúng ta đi chơi game Rainbow.
cái này có người nhặt rồi, mình cứ tưởng là chưa ai cầm. Đấy, chưa ai vào đây nè. Trời ơi, những cái chỗ này bị vào hết rồi. Blue trông thế thôi, không hề thông minh. Ôi mời con. Ba hộp đâu, chính là ba cái hộp mình đang cầm đi. Ok, chúng ta sang tiếp tục. Màn này có con green. Đây. Có cả blue à. Mười lăm cái túi túi bánh này sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn sơ qua không có cái đích gì cả. Ba túi bánh rồi. Oh my god, sorry. Oh. Rồi chúng ta sẽ vào Dark Redo. Này, tương đối hay đấy. Chỉnh cái sóng về với cái ông hàng xóm này. Ok chưa? Sao đuổi mình ngoài đường nhá? Có súng không? Có một súng. Thank you.
góc này có cái nữa này. Hết chưa nhỉ? À, đằng này có cái nữa này. Định đi phá hoại của ông ta mà. Tôi đuổi gắt lắm. Toang rồi, xong đấy. Ba sao. Chúng ta sẽ đến với game Garden of Purple. Chơi cái màn dễ này. Goodbye, goodbye, goodbye. Oh my god. Tội rồi. Mà chạy trốn này đi. Just swivel. Tiếp tục đi. À, mình đánh bây đổi sang khẩu khác nhá. Này xem nào. Đạn laser. Ôi cái đạn này không ăn thua. Đạn này đẹp bé quá.
Đây rồi, chùm đây rồi. Boss này có giá trị máu là 30k. Bắn tụt huyết áp luôn. Đạn mình xuyên được qua người này. Thắng rồi, thắng rồi. Ui, còn 57 máu này. Thật là đáng tiếc. Con boss shit win. Đèn pin này. Hồi trước mình đi được tận mười mấy màn của cái game này cơ. Ui. Có chớp chớp này là nguy hiểm đấy. Đại không số. Friday rồi thôi đi. Ok, để xem nó ăn cái màn này không nè. Lùa được cái cô này ra đây này. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Không được. À, đây đây đây. Đúng rồi. Nhầm. Chuẩn men. Giờ còn cái màn này nữa. Khó này. Nó làm sao mà lùa được hai thanh niên ra đây nhỉ? Kịch bản này đúng là thế này rồi. Lùa ra cái góc này. Nhìn này hơi tối đấy nha. Săn góc một kiểu.
Ôi trời ơi. Hello, các bạn chúng ta chơi Rainbow. Sorry. Ok, vào game. Cái này của mình. Hộp này của mình mà. Ui, blue. Đây. Xin luôn cái này. Cái thằng con green này nó cắp đấy. Ôi, vừa đi vừa hút, vừa đi vừa lo sợ. Đây. Trời ơi, phải đi rất xa. Ui. Lêu lêu, không nhìn thấy gì đâu. 7 giây nó sao kịp. Bàn mới. Cái này của tôi mà. Ôi giời, mình vừa đi vừa hút. Sợ con blue nó ngủ. Đấy. Nhỏ chưa. Đấy, hồi sinh nhá. Lắm game này. 7 giây kìa mọi người. Không kịp nữa rồi. Chúng ta sẽ chơi Ultimate Man. Go đi. Cho âm thanh to lên. Úi đâu rồi? Ồ, chả cần chơi một tháng. Ui, hai vũ khí hai bên giống nhau này. Thế mà vẫn thắng. Mà này trắng thế. Cứu tôi ơi. Đấy, chả làm gì cũng thắng. Chơi nốt bên này nha. Ôi. Pomata. Okay. Player 1, choose. Well, khóa hết tên này đánh đóm gì. Phiên bản này khóa sạch. Nhà to quá. Ném cũng trúng đấy. Bullseye.
catch him. No, đừng nhớ vật của em. Quá lợi hại luôn. Ai cho nó xin mời khoa. Tiền thì thiếu gì. Đây đâu, không có nhân vật mà chơi thôi. Khóa hết này. Chúng ta chơi Freedom. Ok, vào game xem nó có cái gì nào. Level 4. Ui, chơi ấy. Cái này sẽ to âm thanh nha. Nghe nó mới đã. Cái gì ấy? Ui, ui, phế thế. Có cái xét. Xét giật mắt, hay quá. Tiếp tục. Được phát xét là giật sướng thế. Cái này chắc được phát xét không? Không được. Đẹp thật đấy. Chưa qua được cái level này đâu. Tiếp tục. Ui đã không? What? Sao thế? Thua. Thua thua. Chúng ta đi chơi game Frenzy. It's a game friend. There you are, SpongeBob. Five hundred points. Trăm điểm nữa. It's a giraffe. Faster. Ôi, màn cuối cùng này. Win rồi. Vẽ thiên thần. Em nào. Game này không update theo cái phong cách của Android mới mà nó giật lắm. Chúng ta sẽ vào Zombie Tsunami. Bên tên. Ui, màn này rất sáng mà đẹp. Ha ha ha!
tôi đấy. Biến hình rồng rồi. Rồng này chưa phun lửa được, phải nâng cấp nữa. Ôi, ăn con rồng này. Càng ngày tốc độ càng cao à. Speed tăng. Trời, rất khó đấy. Ôi mày, thế còn một dần. Đây, chúng ta chơi Skate Teacher. Vào game. You filthy humans! Did you touch my herbs? Run away, you two! Let's ruin Miss T's day with these herbs! Chơi đi. Đầu tiên mình sẽ vào nhà bếp nha. Xem hướng dẫn rồi. Bà ta đang đuổi kìa. Quên đuổi đằng nào đây. Mình chạy đằng này mà. Đây, chúng ta xin lấy cái lọ xanh xanh này. Đường này không ra được. Bà ấy đâu rồi? Sao chả có cái gì? Chia nè. Dao à. Dao cắt cái lá này nè. Cái lá này đây này. Chúng ta sẽ đem một cái lá. Một cái lá rau muống này vào. Này trộn một cái hỗn hợp súp này nè. Ôi nó chết rồi. Oh my god. Oh. I will get you now, rats, and skin you alive. vẫn hồi sinh rồi nè. Chưa xong đâu. Còn thêm gia vị nữa. Sa tế vào, cho sa tế vào. Bà kìa. Bọn này thành công rồi chứ còn gì nữa. Khách đến nhà rồi, cái ông này. Ông bạn hàng xóm này. Kiss my hand after dinner. Come in, Francis, my love. Stupid Francis, how dare you? Vào game rồi.
Hy vọng còn hộp mà cầm. Ui cái này của mình. Mình xin rồi đó. À đây nữa này. Wow, đây nữa này. Rất nhiều hộp. Chỗ này không có gì. Chỗ này phải đi ra nữa. Mày ít người chơi khác. Tìm rất là sướng. Đây không có một chỗ bí mật là mình giấu trong này. Ô, chỗ này không còn là bí mật đâu mình. Có người vào rồi, lấy hết rồi. Cái chỗ này sẽ khóa này. Mười chín khối đã được tìm thấy. Ai còn cầm số khối còn lại, mau nôn ra đi. Chỗ này đi mấy vòng rồi. Ôi giời ơi, lâu quá. Chơi ôm blue thế nhỉ. Đồ đến. Tank Star rất hay. Chọn con xe nào đẹp. À, nên mà nét bà ta. Úi dồi ôi. Hết nước chấm. Seizure dog. Ok, quá đẹp. À, tự nhiên chúng ta làm được một cái, làm được một cái lò xo ép chó vào đây. Không đi rơi. Mm-hmm.
Chuyện bé thế này. Ôi dồi. Vậy quá chuẩn này. Ta chơi Squid Game. Cho quên anh chạy rồi. Chuẩn luôn. Vào game rồi. Ta đang ở màn 55. Bóng cỏ 4. Hello, welcome back to my chơi back room. Meow, meow, meow. Có cả từng kết từng. Dạ, dạ. Meow, meow này. Đội súng, đội súng. Chúng ta sang răng cưa. Răng cưa này nhìn mình đông hại đấy. Ui. Ui. À, từng ghét này. Thank you.
lợi hại phết đi. Đó là những con nhện. Đó, con này là con mới để. Chúng ta đủ thế loại quay vật trong game này thôi. Blue luôn này. Úi dồi ôi, cái quần đầu ấy này trong game. Yeah, ghê thiệt đấy. Con này quá sao đấy. Quá thật. Quá không kì. Rồi. Hết tiết rồi. Chúng ta chơi horror hết rồi. Đây có con quái vật thằn lằn ghê lắm. Ồ, lối thoát này. Cái nhìn thôi, chúng ta nhìn thấy thôi. Chúng ta cất chìa khóa đằng này. À, đây chìa khóa đây, lối thoát đâu. Đây sẽ là level 3 đấy. Một tay này. Đây, lùi thoát đây. Đây, cửa đây. Rồi chúng ta sẽ chơi Rainbow. Vào game ơi. Đến sau này khả năng không còn gì mất. Các thằng đây có cái hộp rồi. Cột kia đây có hộp nữa đây. Ôi giời, ăn mất rồi. Cái này của mình. Đây nè. Cửa hàng xem có cái gì. Thank you.
cái gì vậy? À, đây có một cái hộp nữa đây, đây. Chữ ai đến đây sao? Còn cái hộp nữa đây. Đây đây đây, có cái hộp nữa nè. Sao chưa ai đến đây nhỉ? Mình cầm 6 hộp rồi. Ở đây không có cái gì. Cạnh ấy. Con này có trí thông minh, rất là thông minh. Cả nấu hết rồi, nấu hết rồi. À, chỗ này mấy ông luôn à, nấu hết rồi. Cần lắm một người đứng dậy để mà đánh là hướng đi. Kìa ơi, thấy một hộp nữa rồi. Theo cái kinh quá. Đây gọi một hộp. À không phải. Đường đấy. Ôi dồi ôi. Tất cả các bạn này nấu hết đây này. Cái cửa này. Có gì đấy. Chỗ này chưa, mình xuất phát mà. Blue đuổi dã man à. Scary teacher. Ok. Ông bàn chân này. Ông bàn chân này giống như cái phim gì trước của Sim. How dare you dimwit spy on me? Ông bàn chân này chạy bằng pin ấy. Oh, what do I feel? Oh, stop. Missing me. Chúng ta sẽ đi lấy một số thứ nha. Hiện nay có cái gì không? Thuốc à?
Rồi, đây. Cái này tự động thôi, không phải bấm thêm gì. Mình cái này đi. Bà ấy vẫn ở dưới. Cầm chiếc thang nước này đi cho nó xanh dậu này. Pin. Vãi thật rồi, không nhìn thấy đường đâu cả luôn. Stay out of my house, you little brat. Đừng để quan sát thôi. Group. Này không có móc bất tử nhỉ. Chưa xoay vô. Đẹp lắm. Quá nhiều nhện thì nó phải nâng cấp được thêm đến 3 nòng nó bắn nó khỏe. Làm ra con nhện này ăn thua gì. Con rơi này. Tăng tốc độ bắn này. Double shot.
hai nòng rồi. Ăn đi. Có sừng nhạc như bé thế nhỉ. Dừa hấu này. Vách trường. Mình quay ngược phát nó lại ngược về đây. Ố. À tưởng không chui đây được nữa. Kẹp dấu đây. Mát tới cây. Mát tới cây. Chết rồi. Mát cây là dùng đây sao nhỉ? Bù, nhầm. Không nhìn dưới này. Pin này. Ô, không phải. Chết rồi. Chết rồi. Puppy. Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we... Xin luôn cái chìa khóa này. Chìa khóa phòng năng lượng đấy. Nhanh quá. Game này nó làm mượt nhanh quá. Yeah.
còn một khối màu đỏ nữa. Hôm nay tìm dễ quá. Sao cơ dao? Thôi, chỗ này tối lắm, không chơi nữa. Chỗ này chơi Return of Rainbow. Hãy vào game, vào game. Chim này, đây đây có rất nhiều quả trứng này. Game này nói chung chơi cũng khá là khó đấy. Con chim trong game này nó thịt đồng đội nhanh lắm. Đây là trên góc này. Đây 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 vào hướng của nó mổ lên chết toay luôn rồi đấy. Nhỏ thì Super Play Season này. Đèn pin thu nhỏ này. Đèn pin thu nhỏ nhưng mà ta vẫn có sát thương. Tiêu teo này. Thu nhỏ, thu nhỏ. Đèn pin thu nhỏ đấy. Con này quá. Doraemon này mình quá là khủng. Đứt rồi. Còn game nào nữa không? Trích quá. Thôi vào game, vào game, vào game. Này gọi các siêu chiến binh này nè. Chúng ta kêu lên cấp độ to. Gọi đông nha. Tốc độ đánh bây giờ ta là 100. Quả là hết nước chấm luôn. Đợi cho bên này nó gọi thêm dần thì tí nó ra ầm ầm luôn. Ô, chân mình chết sạch rồi. Ui, vai. Hello, welcome back to Night Chơi Phải Chơi Dân. Vào trong hang động. Mở cửa này ra này. Đây.
chùm. À không phải, con này không phải chùm. Win. Đây là chùm mình. Chạy rồi. Ây da. Đi giải cứu những người mà người anh Kinh bắt. Thế. Biết ngay mà hai con bay bay này là phi thuyền của người ngoài hành tinh mà. Thương gia đang đến đây. Ôi, cái mặt này không thể thoát được. Xe chỗ đâu? Ấy. Vậy thế này thì ông không thể vào được. Có chỗ nào mà vào. Đây là 21 à. Chuyện thuyền. Ui ui. Ui vẫn được. Chiến thắng. Pomato. Vào ghê. Mình unlock hết nè. Mình có cái nhân vật này trông hoành tráng nè. Test thử cái chứ nào. Ông Philip này. Thốn quá nhờ. Bullseye. Finish him. Đúng là nhân vật VIP được phát ném một phát là đi luôn rồi.
Mình em tắt bởi cái máu ấy. Đây, xem này. Ambo luôn. Player 1, choose. Này nhất nhiều nhân vật này. Mình có Robin không? Wow, từ bé giờ chưa bao nhìn thấy nhân vật nhiều này. À, SpongeBob à. Robin với SpongeBob. Úi xùi ôi, sát thương nhiều mạnh thế. Headshot. Bullseye. Shot. Finish him. Hiệu ứng. Ah, đừng ra man. Brutality. Epic win. Chúng ta sẽ chơi cái game Super Play. Ủa sao không có ít kim cương nào vậy? Game này nhỏ nhỏ tiếng. Ngày xưa rồi tài bắn mob mà. Ăn những trái tim này to quá, nhưng mà to quá. Bingo. Có super này. Tớ bấm. Ghê trời ơi, nhìn thế này cũng nhảy sang chịu. Tạch kẹo. Game này nó bị mình không thấy nó phát triển nữa các bạn. Chúng ta sẽ chơi Captain Rainbow.
nhặt trứng tí để đổi cái skin khác. Ôi, con chim này chim máy hả? Chạy nhanh nhắm. Đâu rồi? Hết trứng rồi. À đây đồng đội. Yeah, một con phần siren nhất ơ mong nó lại mang về. Quá này ngẫu nhiên này. Để chọn cái con green này đi. Để trang phục đẹp không? Mà thì mình chơi Spelunky. Rồi lại có sự kiện này. Chơi mình sự kiện này hay. Úi dồi ôi, cái cây đậu băng này để kết hợp với hàng rào gai này quá hợp với nhau. Một cái làm chậm là một cái làm cho tiêu hao máu, hợp nhau đến thế là cùng. Đây cái gai này nó tọc cho đi. Rồi, quá là hay luôn. Rồi là cái bọc sắt thì bắn cái gì? Mình đang tốc lên mình đấy. Thốn quá thốn. Zombie đi trên hàng cái hàng gai này đã thấy là mình bị hàng chậm thốn quá. Cái này cái gì?
Hết chỗ mà bạn đi rồi nè. Trong một cái vào game chấp những bạn khác đi một quãng ấy, mình sẽ đi sau. Trời ơi, mình đi nhầm đường rồi. Poppy Mobile. Oh, có game. Chuyện lâu rồi. Yellow Blue này. Màu ấy luôn, đây là màu này một kìa. Bèo lên là màu tím. Ô, rên nè. Rên đâu? Quay. Màu quay đâu? White, blue, orange, white, blue, yellow, đâu? Yellow, đâu? Ui, ôi, khó thế. Orange, white, blue, yellow, red. Ui, khó thế. White, blue, yellow, red. Ui, my god.